Xin mời tất cả các bạn hãy cùng tới với chuyện ngắn của Trà Chanh Radio ngày hôm nay. Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng với một cái tên khá là lạ. Hãy cùng Kang và Kian lắng nghe chuyện ngắn của tác giả Hàn Băng Vũ mang tựa đề Tình yêu sẽ mang anh quay về. La 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 la. Hey baby, I'm missing you like crazy. Không ai có thể đi tìm thấy tình yêu khi tình yêu cố tình lẩn trốn. Không ai có thể trốn tránh được tình yêu khi tình yêu đến bên. Tình yêu thật sự có thể cho cả thế giới xoay vần, cứu rỗi linh hồn con người từ thẳm sâu nhất của vực thẳm. Điều quan trọng nhất của tình yêu chính là giữ vững đức tin. Phần 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Vừa mới mất đi mối tình đầu tiên trong chua xót, Thủy Dương đi chạy trốn nỗi đau thì gặp được Hiểu Phong trong chuyến tàu Bắc Nam. Có lẽ Dương sẽ mãi lặng im nếu như không bất chợt nghe thấy điệu canon flamenco từ đâu đó vọng lại, xen lẫn tiếng ồn ào của đường ray. Dương lấy tay gõ gõ lên thành ghế theo điệu nhạc, đôi mắt chợt sáng rực lên khi bắt gặp Hiểu Phong đang huýt sáo theo. Vậy là họ quen nhau. Sự am hiểu và tinh tế trong cảm nhận về âm nhạc và nghệ thuật của Hiểu Phong lôi cuốn Thủy Dương vào trong các câu chuyện một cách lạ kỳ mà Thủy Dương không sao có thể giải thích được. Thủy Dương như quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra mà cuốn vào câu chuyện với Hiểu Phong. Chỉ tới khi gần tới ga cuối cùng, Hiểu Phong xin số điện thoại để giữ liên lạc thì Thủy Dương mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua. Cuộc gặp mặt nào cũng phải có lúc chia ly thôi. Dương tự nhủ và khẽ buồn thoáng trên nét mặt. Em cho anh biết tên ở nhà của em được không? Anh nhìn thấy tên của em trong thẻ học sinh của em rồi mà. Là Vanessa đó thôi anh. Anh biết, mà em không nói thì anh vẫn biết em là Thùy Dương. Dương Thúy hay là Dương Thủy phải không? Anh đoán xem. Chắc là Dương Thủy rồi, vì Dương Thủy là cái tên rất đẹp. Cho anh xin số điện thoại của em được không? Được ạ. Hiểu Phong là một người đặc biệt, rất đỗi chân thành và tự nhiên. Cái nhìn cuộc đời đầy lạc quan và sâu sắc khiến cho Thủy Dương ngưỡng mộ, cảm mến mà cũng bộc bạch hết những nỗi lòng, những tâm sự của mình. Thủy Dương không ngần ngại kể Hiểu Phong nghe về một người mà Dương gọi là người ấy, về nỗi đau mà Dương từng chịu đựng do mối tình ấy gây ra. Hai con tim đồng cảm dường như đã rung chung theo một nhịp, chỉ còn một khoảng cách mong manh, rất nhỏ giữa tình bạn và tình yêu. Chỉ còn thiếu một lời yêu thương nữa là họ như đã thuộc về nhau. Nhưng Hiểu Phong im lặng, còn Thủy Dương lại ngây ngô như không nhận ra điều đó. Hay có lẽ do chính Thủy Dương cố tình tảng lờ đi để thả tâm hồn đến một nơi nào khác, tránh chạm phải những rung cảm của con tim. Thủy Dương không muốn mất Hiểu Phong theo cách người ta vẫn đánh mất nhau vì cái thứ có tên gọi là tình yêu.